Tiền thưởng SEA Games của các viết vi Việt Nam, Nguyễn Thị Oanh đầu bảng. Nguyễn Thị Oanh nhận được nhiều khoản thưởng đóng có giá trị sau những gì đã cống hiến cho thể thao Việt Nam ở SEA Games 32. Tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh là viết vi dành nhiều SCV nhất cho đoàn trái tim Việt Nam nội dung cá nhân, với 4 SCV ở các nội dung 1.500m, 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Đặc biệt, chân chạy người Bắc Giang làm nên kỳ tích phi thường khi giành 2 HCV ở nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật trong thời gian khoảng 20 phút. Với những đóng góp lớn và đặc biệt là hình ảnh chiến đấu kiên cường, Nguyễn Thị Oanh nhận mơ tiền thưởng sau SEA Games 32. Cụ thể, ngoài mức thưởng theo quy định của nhà nước 45 triệu đồng chia một HCV SEA Games, Viết vi 27 tuổi còn được thưởng nóng hơn 400 triệu đồng từ các đơn vị, được thưởng một xe ô tô và một căn hộ từ mạnh thường quân. Như vậy, đến thời điểm này, Nguyễn Thị Oanh được thưởng gần 3 tỷ đồng bao gồm cả hiện vật. Đây là mức thưởng cao nhất dành cho một viết vi của đoàn trái tim Việt Nam tại SEA Games 32. Ngoài Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Huy Hoàng Bơi cũng nhận mưa tiền thưởng sau SEA Games. Kinh ngư người Quảng Bình nhận thưởng gần 200 triệu đồng từ tỉnh nhà. Bên cạnh đó là mức thưởng theo quy định của nhà nước với 3 SCV, một ý chế siết. Tương tự, Kình Ngư Trần Hưng Nguyên nhận thưởng 180 triệu đồng từ đơn vị chủ quản quân đội, ngang với mức thưởng theo quy định của nhà nước 3 HCB, một HCB, một HCB, 1 Ngoài mức thưởng theo quy định của nhà nước, một số liên đoàn cũng có mức thưởng riêng cho các viết vi của mình. Đáng chú ý, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam thưởng 80 triệu đồng cho mỗi tấm HCV, 50 triệu đồng cho HCB và 30 triệu đồng cho HCB. Chưa hết, Tập đoàn Ti và Ti cũng đã trao thưởng hơn 1 tỷ đồng cho thành tích của các VIP vi, hết lớp bóng bàn Việt Nam giành được tại SEA Games 32. Hiệp hội đánh gôn Việt Nam trao thưởng 50 triệu đồng cho VIP vi Lê Khánh Hưng HCV, 20 triệu đồng cho VIP vi Nguyễn Anh Bình Chê Siếp, 50 triệu đồng cho tập thể đội tuyển đánh gôn Nam, 30 triệu đồng cho tập thể ban huấn luyện. Ngoài ra, nhà tài trợ thưởng 200 triệu đồng cho VIP vi Lê Khánh Hưng, 200 triệu đồng cho Nguyễn Anh Minh, 100 triệu đồng cho đội tuyển đánh gôn Nam và 100 triệu đồng cho cả đội tuyển giành thành tích. Liên đoàn KT Việt Nam thưởng 12 triệu đồng cho HCV, 6 triệu đồng cho HCB và 4 triệu đồng cho HCF. Đây cũng là mức thưởng của Liên đoàn Ta Taekwondo Việt Nam cho các viết đạt thành tích ở SEA Games 32. Tại SEA Games 32, tuyển điền kinh giành 12 HCV, 20 HCB, 80 HCF. Dù tuyển điền kinh Việt Nam không hoàn thành chỉ tiêu nhưng vẫn nhận được mức thưởng hơn 1 tỷ đồng từ liên đoàn và các đơn vị. Các đội tuyển lặn Việt Nam 14 HCV, 11 HCB, 4 HCF phá năm kỷ lục nhận thưởng 1 tỷ 085 triệu đồng theo quy định. Tuyển vật Việt Nam 13 HCV, 4 HCB, 1 EC xếp nhận 705 triệu đồng tiền thưởng từ nhà nước. Ngoài ra, các liên đoàn võ thuật, cờ, đua thuyền, bóng truyền đều có mức thưởng xứng đáng cho các đội tuyển cá nhân đạt thành tích ở SEA Games 32. Mức thưởng nóng cao nhất dành cho một đội tuyển tại SEA Games là tuyển nữ Việt Nam. Sau tầm HCV lần thứ tư liên tiếp, Thầy trò hê Lắp Mai Đức Trung nhận được số tiền thưởng gần 4 tỷ đồng từ viết và một số nhà tài trợ. Đó là chưa kể các nữ cầu thủ cũng nhận thêm nhiều khoản thưởng động viên từ các mạnh thường quân, các địa phương. Trong khi đó, tuyển U22 Việt Nam với tầm ếch chiến siết tại SEA Games 32 cũng nhận thưởng 800 triệu đồng từ viết.